Dạ Cường xin mến chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay Cường cũng tiếp tục trở lại chỗ nhà anh Nhâm. Thì bên bữa nay thì đặc biệt cũng có đến có sự có mặt, đó là idol Thảo Sương và chú thợ Trần Tam, cũng các nhà cô Thảo Sương thì cùng chỗ chị Tư với anh Tư. Dạ cô, dạ chào cô Sương. Thì hôm nay mình thì hôm nay mình cũng đến thấy cái hoàn cảnh chỗ anh Nhâm á cũng khó khăn, thì cô Sương đến đây bữa nay là cũng mình làm cũng như là chia sẻ như thế nào cô? Thì Thảo Sương cũng nghe Cường đầu quay lên rồi nghe ông Tám, Sương cũng không biết nữa. Rồi thấy lên nó thấy gia đình của ảnh thì cũng khó khăn đó. Mà thấy ngồi thấy Sương, thấy Sương khó khăn, mà Sương thấy ảnh thì khó khăn hơn Sương nữa. Đó. Đó rồi một lớp thì bệnh đương ôm cái vít mổ của mình á. Thì một bên không có ai cơm nước thì nhờ người anh nó nghe anh thì có vợ có con, thì nhầm khi ở bằng đêm lâu lâu tụi mình ta lên nằm có chừng vậy thôi, rồi mình ên vậy nằm ở đây nè, xin mời bà con cô bác vô xem chung với Thảo Sương, rồi nằm mình ên vậy đó đây đó. Ủa sáng giờ anh Nhâm có uống sữa gì cho anh Nhâm? Không, ngày xưa uống ngày rồi uống được không anh? Được. Uống được hả? Bữa nay cũng dẫn cô Sương đến rồi với chú thợ Trần Tam này kia đó, thì cũng thấy anh cũng khó khăn vậy nè. Dạ thì cũng bây giờ thì hôm qua đến giờ em có mua sữa anh chỉ uống được mấy lần rồi? Uống qua nay được 3 lần. 3 lần hả? Rồi anh thấy uống nó cảm giác nó cái miệng nó ngon không anh? Nó béo béo. Béo béo hả? Mà anh uống nó dễ hơn không? Dễ. Mà mình phải uống nó thường xuyên vậy nha. Ừ, uống hết đi rồi rồi coi như là cho nó mau khỏe lại. Rồi bây giờ là cái nhà hồi mấy ngày hôm qua giờ có mưa nó có tạt gì không anh? Mưa thì nó tạt mấy cái lỗ đó. Tạt mấy cái lỗ hả? Bữa nay cũng có thầu xây dựng nè, qua nghe coi lên chức tính giùm thử. Để coi cô chú có nhìn cái nhà của anh. Dạ, tại vì trước tiên á là cũng chưa có cô chú để trợ duyên cho anh, nhưng mà đặc biệt thì giống như mình để thứ nhất là thiết kế, rồi coi cái giá cả nó như thế nào, rồi từ đó thì coi như là mình điệu cơm gấp mắm ha. Đó. Thì cái nhà này thì đó còn dữ hơn nhà cô Sương đó ha cô Sương. Dữ. Nhìn cái nhà là hết thấy chóng mặt luôn. Dạ. Rồi nhìn cái tướng anh gì coi như là lực sĩ kiếm nhật không này, coi như là cái nhà. Toàn là gì gao dao găm không? Dao găm không nè. Cái này chắc bữa nào giặt mền giặt mùng sơ sơ á anh Nhâm ơi. Dạ. Mướn ai giặt á. Rồi cái vết mổ mình bữa nay có vệ sinh gì chưa? Vệ sinh rồi. Nó mổ tới dưới luôn hả? Trời ma hồn. Người dứt ra bên kia luôn. Rồi cô Sương thấy anh Nhâm gì cô Sương có lắc đầu luôn hết gì để nói luôn hả? Yêu quá trời. Thì bây giờ Thảo Sương cũng mong muốn bà con cô bác ở ngoài nước là trong nước để giúp cho ảnh như là một được cái căn nhà tường kế hay là bất cứ cái nhà sao để cho ảnh được che nắng che mưa. Bây giờ thấy Thảo Sương vậy thấy ảnh còn hơn Thảo Sương nữa bà con. Dạ. Đó, thiệt. Thì nói chung thì chủ yếu là làm cái máy với vách lại mình ở thấy cũng ngon lành đó con. Đúng rồi. Đó coi như là chú Tam mình thấy cái máy tôn này mình còn tận dụng mà nó. Máy được cái vách không? Nó làm vách được không chú? Được, máy tôn này mình tận dụng làm vách được. Có thể mình làm một bên thì được chứ làm đầy thì chắc không có đầy đâu. Thì chú đi vòng nghiên cứu ơi. Ha, đi vòng coi sơ lược ha. Thì Cường cùng cả nhà mình theo dõi cùng chú thợ Trần Tam ha. Thì cái nhà này Cường tính làm cái mình không phải là mình tính làm, tức là mình thiết kế là cái chiều dài nó y chang vậy luôn này chú Tam. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái máy tôn đó là nữa mình tận dụng lại là mình xài một cái vách một bên. Một cái vách một bên được. Hoặc là cái vách sau. Vách sau. Vách sau, nếu mà vách sau đó thì mình cắt ra mình dư thì mình làm cái kết. Rồi để nếu rồi cái tôn mới là mình dừng cái máy trên và hai cái vách hai bên. Rồi dưới cái mặt tiền đó nè. Đó là chú thấy coi như là cái giá trị nhà này có khoảng nhiều chú? Chú mình ngâm ngẫm thử bây rồi. Giờ mình tính là mình cắm 6 cây cột phải không? 2 cây 4 cây luôn. 4 cây luôn hả? Trong đó là 2 cây dừa là 2 cây phụ. Nếu mà có khả năng cao nữa thì mình cắm cái cột đúc. Còn không có là giống như cột chế chú. Cột cây này kia đó mình cho nó nhẹ chi phí lại. Thí dụ mình vậy là mình không có tính cột đúc phải không?
Thì bây giờ là trước mắt là 4 cây đi, 2 cây mặt tiền với 2 cây cuối. Ờ đúng rồi, 2 cây mặt tiền, 2 cây cuối. Vậy 2 cây cao này, 2 cây cao này phải có mới được chứ, mặt tiền mình kiếm gì phụ cũng được á. Quan trọng là 2 cây mặt tiền nè. Ờ 2 mặt tiền là mình đi 2 cây cao nè, 2 cây cột đúc. Rồi với 2 cây sau lúc đó là mình thả cây kèo. Rồi mình sợ nó quằn bắt đầu mình đi một cái cây phụ nữa. Đúng rồi. Cái đó mình phụ đó ví dụ có khả năng đó thì mình cột đúc, cũng có khả năng thì mình mua một cây mình cắt làm hai, mình chỏi hai bên luôn. Đúng rồi. Đó, rồi cái mái tôn ở trên đó dừng một bên, rồi lúc đó là mình mua cái tôn mới, cái mái trên, rồi dừng cái phần phía sau, đó, nó dừng phía sau rồi giữ dừng cái mé bên kia dưới trên lại, đó, ha. Mình làm cũng không cần cao đâu, tại đúng vì rồi. Chú là vừa vừa thôi chủ yếu là giống như che nắng che mưa. Nói chung cột trước cột hàng ba mình đó mình mình lấy chừng 4 mét được rồi, rồi sau này mình lấy 3 mét rưỡi được rồi. 3 mét rưỡi thì nó còn 3 mét. Còn 3 mét, 4 mét, 4 mét nó còn 3 mét rưỡi là vừa rồi. Thì nhà này bỏm tính thử là ngang thì 4 mét, dài thì ví dụ là 8 mét với cộng cái hàng ba 3 mét nữa đây là 11 mét. Thì coi như là cái nền của chú là rất là cao luôn rồi phải không? Đúng rồi, nền mình không có cần lên nền. Cái nền đâu. Cao lắm. Đúng không? Đúng rồi. Thì chú thử tính thử khoảng nhiêu nếu mà mình tính luôn tiền công này kia luôn á, tiền công này kia rồi tôn dừng vách tay đòn sắt tay này kia đó, mình tính nói chung khoảng 35 trở lại là làm đủ rồi đó. Cơ 35 triệu ha. 35 triệu trở lại nhưng mà cái đó là cũng gán lắm hả chú. Đúng rồi, là cái đó là luôn tiền công luôn hả chú? Luôn tiền công luôn, nói chung là mình cũng tiếp được phần nào mình tiếp, là cái đó là mình chỉ nền là chỉ chán thôi ha. Nền chỉ chán thôi. Để thấy ổng tội nghiệp quá. Quá, cái này con thấy nhà này còn dữ hơn cô Sương á. Đúng rồi. Dạ. Nhà Sương mình còn nhờ vách người ta một bên nó không có nghiêng ngã. Hôm nay nói chung là cột Sương không à, cột cây này kia, cột tạm không. Bây giờ nó một chân nó nghiêng ngã hết rồi. Dạ. Nhìn quá tội luôn. Con này cửa rồi không có cửa, có bọng gì trơn. Quần áo này được có 2-3 cái vậy nè. Quần áo này có 2-3 cái nè. Con này không có quần áo mới gì trơn. Sáng nay mình không có nấu gì hết trơn á anh Nhâm. Nó cháo rồi ăn hết á anh. Nè thấy không, cái này nữa là mình nếu mà có điều kiện mà chạy viên cô chú á mình dựng cái này cây thôi. Thấy không, cái mái tôn này chú thấy không? Con này không có cái đinh nào dính hết trơn nè. Xúc hết trơn luôn. Lại gặp mầm đó. Cái này con nói ha, gió ban đêm mà gió mạnh là như, nó dở chú đi luôn á. Dở chú luôn mà. Rồi cái này nè, gọi chú bị giống như yếu á. Rồi ngồi xuống bị té đập cái này che cái niệm gì nè. Rồi giờ đi không nổi nữa, tiểu cho cái chai này luôn nè. Không có anh em mà con gì sao? Mà ngặt con gái nhà này không có điện, không có nước luôn. Vậy là anh nấu cháo ăn đỡ rồi đó hả? Ồ nhìn coi chiều không có ham gì trơn anh. Chút người anh lại âm hả? Hôm nằm viện đó mình có chi phí rồi hết nhiều hả anh? Chi phí cũng có 10 triệu. Có 10 triệu. Dạ. Rồi có ai giúp này kia đâu không? Có người chị. Người chị đi mượn nợ đó rồi mổ cho anh đó. Rồi lúc đó mình nằm ở đâu? Sóc Trăng mình hay là ở đâu? Sóc Trăng. Trăng. Mấy ngày mới về. Mà mình không có bảo hiểm hả? Có bảo hiểm mà. Có bảo hiểm. Dạ. Kêu đi mua thuốc ngoài thôi. Dạ, dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi vậy? Ngày 53. 53. Anh chưa có vợ nè chị Tư. Đông mà thương. Dạ. Lớn hơn tôi. Dạ. Đây cô chú thì hoàn cảnh của anh thì cũng rất là khó khăn nè. Chế là mình ở gần xóm nè chế. Em dâu đó. Em dâu hả? Dạ, em dâu. Dạ, rồi mình cho em hỏi chút xíu ơi, rồi hoàn cảnh của anh Nhâm như thế nào á, mình nhà chế kể sơ lược á cho bà con của bác biết á. Ảnh bị lúc trước ảnh bị bệnh lao. Cái là điều trị lao xong rồi nó ngay ảnh về ảnh có nhậu. Có dạ. nhậu xong cái thời gian sau bệnh cái quay qua bệnh nhiều quá cái ảnh đem đi Sóc Trăng khám dạ. Xong bác sĩ nói là ảnh bị lũng bao tử. Lũng bao tử rồi mấy mổ đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là lũng bao tử rồi mấy mổ. Không sao mình tại vì có nhậu thì mình nói nhậu thôi, cái dạ, nào rồi. Nó thực tế phải không? Tại vì nhưng mà dạ. Vợ ảnh thì cũng coi như là đi cũng lâu hả chứ? Dạ cũng mười mấy năm rồi.
Rồi ảnh có đứa con trai mà con trai không lại thăm ba gì hết chứ. Dạ. Bỏ luôn. Cũng tội nghiệp ha. Dạ, rồi ảnh bây giờ giống sống chỉ nhờ bao anh em. Anh em người săn sóc người ngày dạ. Bữa này kia. Rồi người mẹ của ổng của ảnh thì nghe nói lại đây chỉ nhập coi ảnh là té. Rồi té đúng rồi. Bây giờ bà nhập viện đó Châu Thành. Châu Thành hả? Dạ, Châu Thành đúng rồi. Rồi bớt chưa chứ? Bà cũng đang mệt bà bị tim. Tim luôn hả? Dạ. Ừ. Bây giờ ông chồng đang quy mẹ chồng trên giả. Dạ. Rồi mà chứ thấy hoàn cảnh anh Nhâm vậy mình cũng muốn có nói gì trên cái video này không? Nếu mà em xin cái này em cũng xin anh em hay là bà con này kia cũng giúp đỡ ảnh dùm cho căn nhà. Dạ. Cũng có như căn là nhà, có điện có nước ha. Dạ đúng rồi. Cũng như căn nhà kiên cố cho ảnh che nắng che mưa. Dạ. Em chỉ yêu cầu đó thôi, em cũng đi làm mướn làm thuê hàng ngày. Dạ thì cũng cảm ơn chị cũng đã chia sẻ ha. Dạ. Thì với cơm cảnh. Nước này kia em chỉ đem cơm đem nước hàng ngày cho ảnh. Dạ. Chứ không nhờ em giao đâu. Dạ. Rồi anh Nhâm ơi, hôm nay thì em cũng nói chung thì mấy ngày qua em đã chia sẻ của chỗ nhà anh đó thì cũng mấy clip rồi. Thì đặc biệt hôm nay thì em cũng đến chỗ cô Sương thì cũng chỗ chú Tam cũng các anh chị em ở đây nè. Thì cho nên đó là con đăng lên cũng cô chú Mạnh Thường Quân đó. Thì thứ nhất thì cũng được cô chú thấy cái hoàn cảnh của anh Nhâm như vậy đó. Thứ nhất là trước mắt thì giúp cho anh giống như có cái dinh dưỡng. Rồi thứ hai nữa có một số tiền nho nhỏ để giống như anh là thuốc men này kia đó anh. Thì coi như là hôm nay thì Cường đến thì chỗ chú Tam thì cũng có nhận số tiền từ má đệ ha. Má đệ hả chú Tam? Má đệ thì cũng thứ nhất là má đệ gửi cho anh Nhâm đây là 100 đô ha. Đây cái này đúng cái này anh thấy phải tại 100 đô không? Hồi đó giờ anh có thấy tiền đô chưa? Chưa. 100 đô là được 2 triệu mấy anh có biết không? Dạ cái này thì nữa cái này anh không có xếp lại nha, anh để thẳng vậy luôn. Để thẳng vậy luôn. Rồi nữa nhờ mấy anh em gì đó đi đổi giùm nha, ra tiệm vàng mình đổi. Dạ. Cái này là mình không có xếp lại nha anh, mình cứ để thẳng nha. Dạ. Cái này là 100 đô là tấm lòng từ má đệ nha. Má đệ bên Mỹ anh Tam. Rồi má đệ bên Mỹ thì cũng Cường cũng cảm ơn má đệ ha. Rồi trước tiên thì Cường sẽ trao thêm tiếp tục nha. Dạ rồi Phan tiếp tục. Thì đây là tiếp tục thì Cường cũng gửi tấm lòng của gia đình là Nga Danh cũng ở bên Mỹ ha, thì cũng gửi cho chú đó là 2 triệu ha. Đây 2 triệu đồng là chú thấy không, tờ 500 ngàn là 4 tờ nha. Đó. Rồi, còn cái thứ ba nữa là đây là gia đình của cô chú Thanh Hiền bên Mỹ. Thì gia đình cô chú Thanh Hiền bên Mỹ chú Nhâm, đây là gửi riêng cho là má của anh nha. Gửi riêng cho má của anh thì cái này là anh nữa nhờ anh chị đó gửi cho má anh là 300 ngàn. Là gia đình của chú Thanh Hiền bên Mỹ đó là để cho cô để mua thuốc này kia đó ha. Rồi còn số tiền này là toàn bộ là thuộc về anh, rồi anh cũng có quyền là cho mẹ hay là cho bất cứ ai. Đây là cái số tiền này của anh ha. Đó là cái còn 300 ngàn đó là gia đình Thanh Hiền bên Mỹ đó là gửi cho riêng là cho mẹ ruột của anh đó ha. Tại mẹ ruột của anh đang nằm bệnh viện. Thì bây giờ đó là em cũng như là trao đủ hết số tiền ha. Rồi coi như anh có lời nào đến nói với Mạnh Thường Quân không? Dạ cũng xin giúp lại giúp Mạnh Thường Quân là sẽ giúp đỡ cho cháu của em. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Thì cũng đi theo đó luôn, thì chị Tư cũng gửi cho anh thêm đó là 200 ngàn nữa ha. Dạ. Đó coi như là hôm nay anh cũng rất là coi như là đầy đủ để giống như có tiền thuốc men này kia rồi, coi như là ấm lòng rồi ha. Đó thì do anh bị bệnh á thì nói chuyện cũng không được lớn nha cả nhà thông cảm. Thì trước tiên á thì Cường cũng có lợi đến đây thì cũng đã trao đúng cái tấm lòng của cô chú Mạnh Thường Quân, đó là má đệ gửi cho anh Nhâm 100 đô. Rồi thứ hai nữa là gia đình Nga Danh bên Mỹ luôn gửi cho anh Nhâm đó là 2 triệu. Còn cái phần thứ ba đó là chỗ gia đình cô Thanh Hiền có gửi cho má ruột của anh Nhâm là 300 ngàn. Còn phần thứ tư đó là chỗ chị Tư đi mấy anh em đi chung đó thì cũng có gửi cho anh đó là 200 ngàn thêm.
Thì anh ơi, thì đây là số tiền mình cũng sử dụng cho nó kỹ lưỡng ha. Rồi ban đêm mình cất cho kỹ nha, nhà mình không có cửa nha. Đó, ban đêm mà lỡ trộm này kia nó vô là coi như mệt lắm nha. À, đó, rồi cất cho kỹ nha. Rồi cái tiền đô này là nhờ mấy người anh hay mấy người chị gì đó đi đổi nha anh. Đó, rồi cho nên là mình cái này á là coi như là đừng có để cho nó nhăn nha. Nó đặc biệt là cái tờ này thôi. Đó, thì đây là số tiền cũng nói chung là cũng mấy triệu đó. Thì bây giờ thì anh cũng gán ăn uống uống sữa này kia nè. Cái sữa này đó là uống nhiều nhiều vô đi, nó không sao đâu. Rồi cháo này anh ăn như vậy là nó không có dinh dưỡng đâu, đúng không? Rồi cũng mình nói chung thì cũng ăn phụ thì cũng được, không sao đó. Mà đừng có ăn cháo nhiều quá rồi anh không uống sữa. Anh phải uống sữa một ngày ít nhất là cũng phải 3 cử ha. Đó, để cho nó có dinh dưỡng này kia. Ờ, 2 cử rồi. Đó, thì coi như nó là cũng cố gắng này kia đi. Đó. Dạ, dạ. Dạ, nói chung nhà của anh cái nhà thì nói chung hôm nay giờ này Cường đến là khoảng 5 giờ mấy chiều rồi, cho nên nó là cũng rất là tối, thì cho nên cả nhà cái ánh sáng nó cũng không có rõ thì cả nhà cũng thông cảm ha. Đó. Thì cô Sương thì cuối lời mình có lời nào nói thêm nữa không? Thì bây giờ Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác như là ngoài nước trong nước. Bây giờ Thảo Sương có đến đây thì Thảo Sương thấy Thảo Sương tệ, bây giờ như ở đây là còn tệ hơn Thảo Sương. Dạ. Người Thảo Sương cũng không nhìn sao, bây giờ Thảo Sương cũng mong bà con cô bác thì giúp đỡ cho anh Xua này nè. Sao ở anh Nhâm này nè bự được một cái căn nhà bây giờ nhỏ nhỏ cũng được, như là mà để cho nó chắc để che nắng che mưa. Thì nhà Thảo Sương ở bên kia nó nhỏ mà nhìn ra thà nhà ảnh á còn thua nhà Thảo Sương nhỏ ở bên đó nữa đó. Dạ. Chị Thảo Sương thua ảnh á thì thua gì đến nước ngập đường đi bên đó. Dạ. Đó, bây giờ Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác như xa gần để giúp cho ảnh được một cái căn nhà đi bà con. Dạ. Thảo Sương mong muốn nhà đó. Này nói chung là gió đó. Cái mong là đi vô đó. Bây giờ vậy đó, mới nhà vậy đó, bây giờ người ta không dám đưa điện cho vô, nó sợ đó. Đó, nhà này bây giờ là điện đài gắn đâu có được, rồi cái chỗ yếu xìu à. Rồi một lớp nữa nó chạm dòng dưới thiết nè, rồi trời gió thì trời giống như dưới lắm. Rồi chọi tùm lum hết trơn, rồi đứa vô nhìn cái dây điện này nó chạm vô thiết này kia nọ là không được. Dạ. Dạ, thì cũng như cái video Cường đến đây cùng như cô Thảo Sương cũng như chú Tam, thì cũng thứ nhất thì cũng chú Tam cũng đã chia sẻ trong cái video với cô chú, thì nhà này nói chung làm thì cũng tận dụng đồ cũ lại gối ghém, coi như là làm cái theo cái thử thiết kế của chú Tam đó, thì giá cũng 35 triệu trở lại, thì lúc đó thì cũng luôn tiền công, thì cho nên thì cũng gán tận dụng. Thì đó là cái phần mà giống như để anh em khảo sát thôi, nhưng mà còn về Mạnh Thường Quân là chợ Duyên là chưa có, thì cho nên đó là chủ yếu anh em để lên một cái giá trước thì để cho cô chú cũng như xem xét cái hoàn cảnh. Thì hôm nay cái video Cường cũng cuối lời cũng xin chúc bà con cô bác luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Là Cường xin mến chào. Đây là đường vô nhà mới của nó xưa cả nhà.